Chiều ngày 6 tháng 1, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường DT755, đoạn qua thôn 3, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Chiếc xe bán tải tông trực diện người phụ nữ điều khiển xe máy đi theo chiều ngược lại, khiến người này tử vong tại chỗ. Toàn bộ hình ảnh vụ tai nạn được camera hành trình ghi lại. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, xe ô tô bán tải mang biển số 79C17248 chưa rõ người điều khiển, lưu thông trên đường DT755 hướng từ tỉnh Lâm Đồng đi huyện Bù Đăng. Đến đoạn thôn 3, xã Thống Nhất, bất ngờ tông trực diện vào xe máy mang biển số 93L139286 do Nguyễn Thị Hằng, 37 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng điều khiển, đang lưu thông theo chiều ngược lại. Cú tông mạnh khiến chị Hằng và xe máy văng dội ngược trở lại, nạn nhân tử vong sau đó, chiếc xe máy hư hỏng nặng. Cảnh sát giao thông Công an huyện Bù Đăng đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.